Em Hoài xin chào tất cả các bác. Em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài. Em đến từ Lai Châu ạ. Các bác nào có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm gì giống như là đám mài tự nhiên Lai Châu thì em còn sẵn rất là nhiều hàng mới các bác nhé. Chè khô này, đặc sản Tây Bắc và đặc biệt là các loại dao mèo Phúc Sen, dao mèo Lai Châu thì em đều có sẵn hết các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ cho em Hoài theo thông tin là 0352 749 419 để được chốt đơn hàng thành công nhé. Hôm nay thì em sẽ cùng với các bác khui một chuyến hàng mới của anh thợ rèn, anh gửi từ Phúc Sen, Cao Bằng đến cho em nhé. Rất nhiều bác thắc mắc tại sao mà em Hoài Lai Châu lại có ra Phúc Sen bán thì là em đặt rèn theo yêu cầu và anh ấy gửi lại về Lai Châu cho em. Vì vậy mà các bác mua hàng của em Hoài các bác yên tâm là hàng chuẩn ra Phúc Sen và có bảo hành cho các bác luôn nhé. Hàng chuẩn ra Phúc Sen và có bảo hành các bác nhé. Và hôm nay thì em sẽ khui cái kiện hàng này. Các bác cùng khui kiện hàng với em nhé. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu các bác một con dao mèo có vỏ luôn. Vỏ này là vỏ gỗ rổi. Một dao mèo cán chắn lưỡi khoảng 25 đến 26 phân. Mèo cán chắn lưỡi khoảng 25 đến 26 phân. Em sẽ bóc ra luôn cho các bác xem nhé. Dạ. Mèo cán chắn lưỡi khoảng 25 đến 26 phân. Dập chống dính hai bên. Dập chống dính hai bên ạ. Trên dao có dấu hào Hoài Phúc Sen để đảm bảo hàng chuẩn, cán rất là đẹp. Cán chắn chốt hai đinh đồng có một lỗ đồng xỏ dây. Dây khoảng 7 ly thon rần về mũi. Con này có cả vỏ bao kèm theo. Bác nào mà mua dao không 300.000 miễn phí ship. Còn các bác mà lấy thêm cả vỏ bao thì em sẽ sale cho các bác còn 340.000, 340 bao ship các bác nhé. Lấy cả dao cả vỏ 340.000 bao ship. Một con dao mèo 25 đến 26 phân. Đó, cả dao cả vỏ này các bác nhé. 340 bao ship giá sale rồi ạ. 340.000 bao ship. Có sẵn một con đây. Vỏ này. Dao thì em sẵn nhiều, còn vỏ thì vỏ như này thì có một con, cái vỏ thôi. Bác nào mà ưng ý thì chốt liền nhé. 340 bao ship. 340.000 bao ship. Bác nào ý thì chốt mã số 1 cho em nhé. Mã số 1, 340 bao ship. Tiếp đến thì em sẽ khui luôn cái kiện hàng ra nhé các bác nhé. Bọc rất là cẩn thận. Khui ở đây đi. Rất là cẩn thận. Và em có nhận đẹp đặt rèn dao theo yêu cầu các bác nhé. Các bác nhà mình có thông số, có hình ảnh cụ thể như thế nào thì các bác cứ nhắn tin qua Zalo cho em Hoài để đặt hàng. Cho em Hoài để đặt hàng nhé. Đây. Đây là em đặt hai cái con khác. Dựa Pháp. Đấy. Hai con dựa Pháp các bác nhé. Này. Đây, lưỡi là rèn thủ công bằng nhíp xe. Đây. Đây là hai con dựa Pháp các bác nhé. Đây lưỡi rèn thủ công bằng nhíp xe. Rất là dày, rộng chắc chắn. Đây là con dựa Phát các bác nhé. Dày con hàng này nó sẽ dày khoảng 1 ly đấy. 1 ly thon rần về cái mũi này. Các bác dùng để chặt cây. Đi rừng chặt cây chặt phát cho em. Này, có cả cán luôn. Cán khá là dài. Em xem. Cán dài 40. Cán dài 40. Và lưỡi thì dài là 34. 34. Khâu đồng chốt đinh đồng vỏ cán, cán gỗ là cán thường. Giá là 300.000 một con, bao ship hàng toàn quốc các bác nhé. 300.000 một con dựa Phát. Bác nào ưng ý thì các bác chốt mã
Mã số 2 giúp em, đây là con rựa phát ạ. À. Mã số 2 rựa phát 300.000 bao ship. 300.000 bao ship một con rựa phát này các bác nhé. Một rựa phát. Bằng nhíp xe này, 300.000 bao ship. Bác nào ưng ý thì qua cửa đây đặt hàng nhé. Mã số 2 là con rựa phát. Tiếp đến là có một anh khách thích đặt hàng bên em một con dao mèo mông cục. Một dao mèo mông cổ nha. Một dao mèo mông cổ này. Lưỡi dài là 37 phân. Lưỡi dài 37 phân và cán là dài 13,5. Đấy. Đấy, dao mèo mông cổ như này các bác nhé. Lưỡi dài 36 phân ấy, rất là dài. Đấy, và uốn lượn cong thép 440C không gỉ. Giá là 450.000 một con. 450.000 một con dao này các bác nhé. 450.000 một con đấy. Dao mèo thép trắng không gỉ. Dao mèo mông cổ đấy. Cong dáng mông cổ nhé. Đấy, các bác nào mà trưng bày hoặc là đi hàng trưng bày hoặc chặt cây đi rừng đều thoải mái các bác nhé. 450 một con. Đấy. Bác nào nghĩ dây là khoảng 7 ly thon rần với mũi dáng cong uốn lượn. Các bác có thể đặt bằng nhíp xe cũng được các bác nhé. Đây là thép 440C không gì. Bác nào ưng ý mã này thì đặt với em mã số 3 450. Mã số 3 450.000. Đấy. Mèo mông cổ. Đấy các bác nhé, con mèo mông cổ thì em chỉ có sẵn 2 hai con thì có một con là trả khách rồi, và sẵn một con này nữa thôi. Bác nào nghĩ thì chốt liền nhé. Bác nào nghĩ gọi chốt liền là có sẵn luôn. 450 bao ship. 450.000 bao ship mèo mông. Em sẽ giới thiệu với các bác về các cái mẫu ở bên trong thùng này nhé. Đợi em một chút. Đợi em một chút nhé. Đầu tiên là đây, em có mẫu cuốc nhé. Bác nào mà có thích sử dụng một cái mẫu cuốc bằng nhíp xe, bác nhìn nhé. Những cái mẫu cuốc mà không được rèn ấy, đây là thợ rèn và uốn bằng nhíp xe luôn. Vì vậy mà các bác nhìn không hề có mối hàn nhé. Không có một cái mối hàn nào ở trên cái cuốc này. Này, em đặt về để cho mấy chị nông dân nhà em là mấy chị đi rễ cỏ ở trên đồi chè đấy. Một cái cuốc như này giá là 250.000. 250.000 bao ship. Đây là cuốc chuẩn nhíp luôn các bác nhé. Thợ uốn, uốn này, uốn bằng thanh nhíp, uốn hết cả cái cần cuốc này hoặc là toàn bộ này là nhíp nguyên khối. Các bác nhìn này, không hề có một chút vết hàn hay mối hàn nào ở đây cả. Đây đều là thợ uốn tay hết. Thợ uốn tay hết luôn nhé. Với một cái cuốc như này thì giá là 250 bao ship. Nói chung là tiền nào của nấy các bác nhé. Các bác yên tâm, tiền nào của nấy. Đấy, một cái cuốc đẹp như thế này. 250.000 một cái bao ship. 250 bao ship. Đấy, rất là đẹp và chuẩn các bác nhé. Cuốc bằng nhíp xe. Cuốc đánh bằng nhíp xe. 250.000 một cái. Bác nào mà ưng ý mã cuốc thì quát chốt là mã cuốc giúp em nhé. Mã cuốc ạ. Đây là mã cuốc các bác nhé. Đấy, cuốc bằng nhíp xe. Bác nào mà ưng ý thì quát đặt hàng để em rèn nhé. Em mới làm được 6 cái thì khách đã chốt hết rồi. 6 cái này khách mua hết rồi ạ. Bác nào mà ưng ý thì các bác đặt em rèn nhé.
hút bằng níp xe. Đấy, bác làm vườn thì bác yên tâm là cuốc cực kỳ sắc bén, không lo là đẹp cuốc nó nhanh cùn hoặc là gì. Tiếp đến là em sẽ, đây là hai cái phôi dao, hai phôi dao mèo mà khách em đặt. Đấy, khách nhà em đặt nhé. Bác nào mà thích đặt cái phôi dao như này để về tự làm cán thì cứ alo cho em nhé. Đấy, hai cái phôi dao này để về tự vào cán thì các bác cứ bảo em nhé. Đấy, hai phôi dao mèo. Tiếp đến em sẽ giới thiệu tiếp đến, đó là một con dao mèo thép trắng không gỉ. Mèo thép trắng không gỉ. Mèo thép trắng không gỉ lưỡi dài 20,5. Dài 20,5 các bác nhé. Cán là dài 14 phân. Cán dài 14 phân. Giá của con hàng là 250 một con. 250 một con. 250.000 một con nhé, mèo thép trắng không gỉ. Bác nào nghĩ thì bác chốt là mèo mini thép trắng không gỉ lưỡi 20 phân. Mã số là mã số 4 giúp em nhé. Mã số 4, một con mèo mini thép trắng không gỉ. Lưng là lưng gù mũi hách, lưng gù mũi hách. 250 bao ship, bác nào nghĩ thì chốt hàng nhé. Con này là mèo thép trắng không gỉ mã số 4. Mèo thép trắng không gỉ. Rất là nhiều hàng để phục vụ các bác đây. Mèo mini thép trắng không gỉ 250 ba ship. Tiếp đến là em có một con dao mèo. Dao mèo này là mèo mini lưỡi 20 phân. Mèo mini lưỡi 20 phân. Độ dày là 7 ly, thon rần về mũi, độ động chỗ bụng béo nó sẽ rơi vào khoảng 4,5 này. Mèo mini thép trắng không gỉ, giá là 230.000 bao ship các bác nhé. Bác nào ưng ý thì các bác chốt mã số 5 giúp em. Số 5 giúp em. Một con hàng mèo mini. Mèo mini níp xe 230.000 bao ship. Lưỡi dài khoảng 20 phân. Đấy. Cán cẩm chỉ chốt 2 đinh đồng, một lỗ đồng 6 dây này. Chuẩn đẹp như hình các bác nhé. Bác chợ nào chốt hàng thì chốt mã số 5 giúp em. Mèo mini 20 phân. 230 bao ship. Mã số 5, mèo mini 230.000 bao ship. 230.000 bao ship ạ. À. 230.000 bao ship. Mèo mini 20 phân. Lô này rất là đẹp, cán đẹp cực kỳ luôn. Bác nào mà ưng ý thì nên tranh thủ đặt hàng liền tay cho em nhé. Em sẽ gửi hàng cho các bác liền luôn. Mèo mini này. Đấy. Lần này em về rất là nhiều mèo mini để phục vụ cho các bác. Tiếp đến là em về cả mẫu chặt xương nhé. Mẫu chặt xương thì là bản 24,5 rồi. Độ động là 9 phân, dày cân nặng khoảng 900g, giá là 280.000 bao ship. Đây là mẫu tông mẫu chặt xương vuông. Hôm qua em đã giới thiệu cho các bác rồi. Đấy, 280.000 bao ship các bác nhé. 280 bao ship chặt xương bảo hành 1 năm. Các bác. Mẫu chặt xương này. Tiếp đến đó là một mẫu tông chặt xương, các bác nào mà không thích mẫu kia có thể lựa cái mẫu tông chặt xương này cũng rất là ok này. Mẫu tông chặt xương. Giá thì cũng bằng con kia 280 bao ship các bác nhé. Tông chặt xương. Mẫu
tông chặt xương. Lưỡi dài 28,5. Chiều dài cán đó là 12,5. Đây là mẫu tông chặt xương các bác nhé. Độ dày của nó là 5 ly. Dày 5 ly các bác này. Bác nào mà thích cái con này các bác chốt luôn mã số 6 cho em nhé. Tông chặt xương số 6. Tông chặt xương, đây là mã tông chặt xương này. Số 6. 280 bao ship. Hoặc là các bác nhớ tên của con hàng. Em sẽ biết là con nào. Tông chặt xương. 280 bao ship. Ngoài ra em còn một mẫu dao mới. Đây. Đây là cắt luôn. Mẫu dao Curie mới, thép trắng không gỉ. Giá là 450.000, bao ship hàng toàn quốc. 450 bao ship hàng toàn quốc các bác nhé. Đây. Mẫu dao Curie mới ạ, 450 bao ship hàng toàn quốc. Toàn quốc. Lưỡi dài khoảng gần 32 phân. Trong đó 2 phân là khoảng an toàn. Và cán là 15 phân. Đấy. Một con Curie siêu phẩm luôn các bác nhé. Cực kỳ tuyệt đẹp luôn. 450 bao ship. 450 bao ship này. Đấy, dày 5 ly các bác nhé. Đây. Rất là đẹp. Bác nào ý thì chốt cho em đây là Curie số 7. Số 7 ạ. 450 bao ship. Curie số 7. 450.000 bao ship. Đó. Đây toàn bộ những cái sản phẩm ra bếp ở bên em. Em đang giới thiệu sơ cho qua các bác. Và bên em thì ở trong kho còn sẵn rất là nhiều loại nữa. Còn sẵn cực kỳ nhiều loại nữa. Nên là bác nào mà cần mua hàng các bác cứ alo cho Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 để được chốt đơn hàng thành công các bác nhé. Cảm ơn các bác đã luôn theo dõi video và ủng hộ em Hoài. Các bác nào mua từ hai sản phẩm sẽ tặng cho các bác một gói trà khô nhà làm trị giá 45.000 các bác nhá. Các bác nên tranh thủ săn quà tặng ở bên em Hoài nhân dịp ngày lễ nhá. Đấy, cảm ơn các bác. Xin chào tất cả các bác ạ.